Thưa quý vị và các bạn, người dân nộp hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ tại bộ phận một cửa các huyện là thường lệ. Nhưng ở huyện Chư Mờ Ga, nhiều người dân có thể làm trực tiếp ngay tại buôn. Sau hơn một tháng nộp hồ sơ cho tổ kiểm tra giải quyết khó khăn vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Chư Mờ Ga được tổ chức tại buôn làng thị trấn Ebok, chị Hờ Lên Eban được Ủy ban Nhân dân thị trấn thông báo hồ sơ của gia đình đủ điều kiện và đã được Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhà em đã được bìa và cấp đổi rất là dễ và không mất phí ạ. Đoàn công tác từ huyện lên xã, lên thôn buôn, đây mà làm tôi rất phấn khởi, rất mừng. Đây mà lên huyện thì mất công, mất thời gian đi nữa. Bây giờ lại đoàn công tác từ huyện xuống thôn buôn làm tôi nhanh, rất nhanh. Tổ kiểm tra giải quyết khó khăn vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cơ sở được huyện Chư Mờ Ga thực hiện thí điểm tại thị trấn Ebok. Đã có 7 buôn đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 500 hộ dân ở thị trấn Ebok và xã Chư Xuê được tổ kiểm tra của huyện hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cách làm này đã đem lại niềm hy vọng và niềm vui lớn cho nhiều gia đình và người dân. Thấy là rất là thiết thực và tạo điều kiện cho dân được thuận lợi và những cái nắm được bất cứ thông tin ở địa phương. Và nhiều nhất, cơ bản nhất là vấn đề là dân bớt đi lại và vấn đề là rất là hữu ích. Qua gần 2 tháng triển khai ở các cái buôn, ở các cái khu vực, ở địa bàn như là thị trấn Ebok, thị trấn Xê thì cũng đã đạt được những cái kết quả rất là tốt. Và được bà con đồng tình ủng hộ, bà con rất là vui mừng, phấn khởi khi mà được nhận cái giấy chứng nhận quyền đất. Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga cho biết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận để nhanh chóng cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện.